Cậu đừng giận tớ mà. Chẳng qua là tớ chỉ muốn cậu vui thôi. Tớ không đi giày cũng được, nhưng mà tớ không muốn lúc bạn tớ hết tiền lại còn phải bỏ tiền cho tớ. Đừng làm như thế. Thế tớ có lý do gì để giữ nó lại? Nhưng mà tớ không có đi vượt đâu. Ok, để tớ trả tiền cậu nhé. Thôi, cậu đừng làm như thế mà. Đừng làm như thế thì làm như thế là như nào? Cậu làm sao đấy? Để anh Phong còn nói cho. Này, cậu thích tớ à? Mẹ không biết là con sợ mẹ buồn nhiều như thế nào đâu. Nếu con không thể làm cho mẹ vui thì con cũng không bao giờ muốn mẹ phải buồn, phải lo lắng quá nhiều về con. Con cũng không biết phải nói thế nào, bởi vì nói ra thì sáo rỗng lắm. Nhưng mà con rất thương và rất biết ơn mẹ. Con là một đứa bé, đến mẹ ruột còn bỏ rơi mình, thì làm sao con không thể thương một người không máu mủ ruột già mà đã đón nhận con, cho con một mái ấm, cho con tình yêu và chăm lo cho con bằng tất cả mọi sự bù đắp. Con xin lỗi vì đã giấu mẹ. Mẹ đừng giận con nữa nhé. Chết rồi. Sao cơ? Cái gì? Làm sao mà chết đấy? Mơ biết lấy đâu ra 50k để trả lại cho Vượng bây giờ nhỉ? Thôi nhỉ. Hay là... Mà thôi. Mơ cứ cầm lấy. Khi nào có thì trả Vượng cũng được. Giấu một cái má đáng yêu. Sao tự nhiên cậu Vượng lại đi dính với một cái con bé như thế? Trong cái này có khi bị lừa đấy. Để em xuống. Không, chứ sao ấy? Đây là việc của cậu mà. Khi nào em muốn nói với cậu thì nói chuyện chỗ khác, cơ mà chỗ này. Đúng không? Nhưng mà cậu Vượng của nhà em là nổi tiếng là có cái mặt gợi lừa, ai nhìn cũng muốn lừa hết. Cái con bé này không phải dạng vừa đâu. Nó mà mồi chài cậu em thì có khi đến cái nịt cũng chả còn ấy. Chị ơi, chị cho em nhận lại con bé chị nhá. Chị đi gặp mẹ chị đi. Chị không việc gì phải e ngại tôi đâu. Em có tin em không? Cô bảo tôi phải tin cô thế nào bây giờ?